Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những cái nhà quan giúp đỡ dân tâm linh đôi khác, giáo hóa những vị chùa bị giữ về chùa tu hành tu hiền. Thì Long đã giúp 30 người đến thiện nguyện đã về cái ngôi chùa này. Đó, đây là cái thất địa tạng như Bồ Tát. Đây nè. Đây là thất rất là lớn, hay có rất là nhiều và có những linh chúa đây. Đây là ngày địa tạng như Bồ Tát cai quản địa ngục, cai quản những nhân linh ở đây. Thì hôm nay có nhiều khán giả ông bà cô bác yêu cầu là Lâm ơi, Lâm con hãy quay cái chùa dân linh đó về đó tu thế nào cho bà con cô bác xem. Thì Lâm sẽ hôm nay chia sẻ cho bà con cô bác xem. Bây giờ thì Lâm sẽ quay sơ sơ cái khu vực này trong bà con bác, có những hài cốt của bà con đến đây nữa, chứ không phải là những cái dân linh của Lâm đưa tới đây thôi. Bây giờ Lâm sẽ chia sẻ vòng vòng ở đây, xong rồi Lâm sẽ làm một cái buổi lễ mà cúng cho tất cả những cái dân linh, cái dân hồn ở nơi đây nha bà bác ha. Thì bà bác làm gì đó nha. Đây nè, đây là ngài Địa Tạng Như Bồ Tát đây. Xung quanh thì ông bà bác thấy xa xa đó. Đây là những cái hài cốt của những cái người mà người ta thiêu đốt leo cốt á để cho vào trong đây. Đây là ông bà bác á, rất là nhiều người phải không nè. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Hay các chư vị chư thần ở nơi đây và các chúng mình cũng xin chia sẻ cái video cho bà con của bác, chứ không ký pháp hết gì đâu. Đây là hài cốt rất là nhiều. Và có những cái hài cốt này thôi thì tất cả những cái vong linh ở nơi đây á, thì họ 30 người quỷ dữ luyện tà đạo Lâm cũng đưa vào đây, và 30 người đính cũng đưa vào đây nha mà bác ha. Đó. Bây giờ thì chắc có lẽ không nói vòng vòng nhiều nhiều, nó mất thời gian vào bác lắm. Lâm sẽ bày nghi thức và Lâm sẽ cúng ở trên đây nè. Đây có dĩa này sẵn nè, Lâm sẽ bày ra cúng và thắp những cái tín hương, và Lâm sẽ trì chú, Lâm sẽ đọc Phật Di Đà để mà đi đến thăm các dân linh nhà mà bác ha. Chút xíu nữa Lâm sẽ gọi dân linh tới coi có người nào nghe không. Bây giờ thì Lâm sẽ tìm cái ống quẹt. Ống quẹt có mang theo không bác? Bây giờ thì mình sẽ kêu đệ tử nghi tâm mình vào trong đây phụ mình nha mà bác ha. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát, Nam mô Địa Hòa Như Lai Bồ Tát. Ra đệ tử ơi. Dạ, nghi tâm xin chào thầy ạ. Ừ, hôm nay đến cái này thăm các cây vong linh ở đây. Giờ con phụ thầy trải cái này ra đây, cúng nè. Dạ. Con quẹt. Cây thì đốt nha. Biết cái đây đây là cái gì không? Ở đây là những cái vong linh mà thầy đưa về đây đó. Vậy là các vong linh là thầy đã đưa vào đây để tu thập Phật pháp hai sư phụ. Con là giỏi đó, con được ở chung bác quái thầy là quý, về đây tu thì cũng được, chứ không phải là không, nhưng mà hơi lâu. Được ở trong cái đám giá của sư phụ thì nó tốt hơn nhiều người. Ở đây nè.
cho mấy ông dòng này uống nước ngọt mới sạch. Thôi nguyện theo thầy nè, nè thầy đưa cho ít nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Địa Vương Bồ Tát. Nam mô các chư vị các vong linh vong hồn ở nơi đây. À, tôi hôm nay diễn lành đi với đệ tử đây cống hiến và thăm các ngài, mong các ngài được tu tập bình an hạnh phúc nhé. Rồi cắm đây đi con, cắm ở đây một ít, ở ngoài trong kia một ít nha. Rồi cắm lại đi. Chỗ đó có đi hưởng còn cắm mình đó. Đây đây, thế thầy à, đi mà lấy thêm mối nhang thì đốt thêm nữa, thì đốt à, cắm mỗi chỗ một cái vậy đó. Chờ chút xíu rồi. Thầy đó rồi. Giờ con cắm mỗi cái hương dưới đây nè. Nè nè. Con cắm ở dưới á. Có dưới nè. Đó. Cắm mỗi cái chờ hết thôi nha. Rồi. Nó nhiều quá. Nằm bỏ là bớt nha. Chờ thầy cái đốt cái này xong cái đốt luôn. Xong hết chưa? Hết chưa để chuẩn bị thầy đưa cho nè. Đưa cho cắm ở dưới cái hết luôn. Ở đây là tới tính sơ sơ thôi là 60 cái vong linh, là cái tập đoàn 30 người có cái lão quỷ. Thứ nhất, thứ hai nữa là 30 người rồi đứng đó. Nói chung là 60 người vong linh chủ yếu rồi. Con chờ chút xíu thầy đốt nó cháy hết rồi được. Cầm nha, nhớ cầm nha. Đừng có để cây nào tắt nha. Hẹn hết cầm với mỗi cái chân nhang dưới hết đi, cặp máy quay đây để dưới đây nè, xa xá nha. Tôi đi đến đây tôi chia sẻ cũng như là thắp nén hương cho các vong linh vong hồn nó đây được ấm no. Cũng đâu có gì.
Mình đẩy rồi. Cái nhí tất cả trong linh này thắp tiếng hương cho này để rất là nhiều. Khoảng cây 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 nha con. Còn không đưa thầy hết cái. Hết luôn hả? Ủa không? Đúng rồi, thầy đốt thêm. Đốt thêm nữa mà không đủ rồi. Thiếu hả? Nè. Thì nhà khá là chắc đủ rồi. Thì vẫn thiếu thôi, nhiều dữ rồi. Lúc thêm nữa con ơi. Lúc hết bỏ này luôn rồi. Lúc hết luôn rồi. Nhiều lắm. Con à, xá vòng vòng đi con. Mai mốt con tụ tập tốt rồi con khỏi về đây. Đúng rồi. Con là con hên lắm nè, có duyên lớn lắm mới gặp được thầy. Mỗi cái cây cây đi. Sao cái đây còn không tốt nè. Rồi, đậu xong chưa? Rồi, dư đem ra đây nè. Vô đây thầy. Bây giờ thì hai thầy trò mình. Hai thầy trò ở đây, con ở đây ngồi. Ngồi xuống đây luôn. Sư bạn ngồi mặt của chồng. Nhớ mới dịch Phật với thầy nha. 108 nghe chữ đi dịch Phật rồi mới đầu mình mới xong nha. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di
Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô Địa Tạng Như Bồ Tát, 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 Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô Di Đà Phật. Rồi đó. Bây giờ thì hai thầy trò mình cũng xong nhiệm vụ rồi. Thôi bây giờ con lui ra ngoài đi, thầy sẽ quay vòng vòng cho khán giả xem, con ra ngoài con vô bắt quái đi nha. Dạ. Rồi, xong đồ đó bảo ơi, năm mà cũng cúng kiến xong hết rồi thì năm sẽ quay sơ cho ông bà con bác xem lấy cái bọc là lấy làm gì vậy. Con bọc Lâm cũng ma đốt nhang hết rồi, xong hết rồi đó. Hôm nay khối rất là nhiều. Thì bây giờ Lâm sẽ kêu gọi 60 cái dòng hồn ở Lâm đưa về đây nha. Tôi pháp sư nhỏ xin chào các vong linh. Tôi chào các 30 vong linh tôi đã đưa về đây. Tôi nhỏ xin chào các ngài tu tập thế nào? Dạ, tôi xin chào thầy pháp sư nhỏ. Chúng tôi cảm ơn thầy đã đưa tôi về đây tu tập rất là tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng tu tập hơn để mà chuyển kiếp thành người. Đó là 30 anh lính nha. Bây giờ thì 30 cái là quỷ ở đâu không biết. Cậu Lâm cũng hỏi tôi kìa. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô các ca chư quỷ, quỷ tu tà đạo 30 người đã về đây tu với ông thầy tu tập tốt chưa? Dạ, xin chào pháp sư nhỏ, chúng tôi tu tập tốt ạ. Rồi, vậy là được rồi. Rồi, không vào bác ơi. Bây giờ thì Lâm sẽ kết thúc video tại đây. Video cái chùa dùng ở đây nè, Lâm cũng sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn bà bác cái video cứu giúp chúng linh sau nha. Thì Lâm đã thăm và đốt nhang tụng cho những chúng linh Lâm đưa về đây rồi. Video Lâm sẽ kết thúc tại đây. Chào bà bác nha.